Với mọi người là cái hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách trồng cái địa lan nhá. Đấy, đây là cái giá thể trồng này, em cho nó gần bằng cái mặt chậu rồi này. Đấy, đấy sau đó đặt cái gốc lên này. Đó. Đặt gốc lên làm sao cho cái mặt gốc này nó phải cao hơn cái mặt chậu một chút, sau đó thì chúng ta sẽ chèn cái giá thể bốn xung quanh. Đấy, cho nó chặt. Đó. Đấy, giá thể thì có thể là phân trâu hoặc là phân bò, phân dê này. Mọi người cho trộn cùng với lại đất này. Rồi thì mùn cưa hoặc là trấu này. Đó. Nếu mà chúng ta không không có phân trâu, phân bò, phân dê thì mọi người có thể mua cái giá thể trồng, nó là cái đất trồng hoa ở các cái cửa hàng bán hoa nhé. Đấy, ví dụ như là anh chị em ở thành phố không kiếm được phân ấy, thì chúng ta có thể mua cái đất với lại cái phân dê ở các cái cửa hàng bán hoa để trồng. Chúng ta có thể đắp kín lên trên mặt này. Đó. Chúng ta chỉ đắp đến cái phần ngõng cổ gốc của nó thôi nhá, chứ không 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 chùm hẳn lên cái phần cổ gốc của nó. Đắp kín như thế thì sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái bình xịt nước nhỏ, chúng ta sẽ phun nước vào phần 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 giá thể trồng này để cho nó ẩm. Cái địa lan Trần Mộng này thì nó cần ẩm nhưng mà nó lại không được ngập úng quá. Đó. Đấy là cách trồng rất là đơn giản thôi, như vậy là chúng ta đã xong được cái việc trồng. Sau khi trồng xong thì mọi người sẽ cho cái chậu kê ở trên cái ghế cao lên khoảng độ 5-70 cm. Nó để trong bóng mát. Ví dụ là thường thường có thể dùng lưới đen đây, ví dụ như đây này. Em dùng cái lưới đen đấy để che lên trên bên trên. Đó. Như vậy chúng ta đã được một cái chậu ở địa lan Trần Mộng trồng rất là đẹp và rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, ví dụ như khóm này là có 3 kg trồng trong cái chậu rất là đẹp luôn. Đấy, sau này thì khi mà cái rễ cây của nó ăn hết cái giá thể, nó sẽ ăn xuyên ngược lên cái mặt trên này, nó trắng cái mặt rễ ra. Khi nào nó trắng cái mặt rễ ra thì mọi người lại tiếp tục đắp thêm giá thể vào. Cái chăm sóc của địa lan Trần Mộng thì rất là đơn giản thôi. Mọi người lưu ý là khi mà mọi người anh chị em mà mới lấy lan về thì chúng ta hạn chế cái việc là phun nước lên trên 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 lá của khóm lan, vì chờ cho một thời gian cho nó bén rễ thì mọi người sẽ phun nước lên trên lá thì lúc đấy nó sẽ khỏe hơn. Đấy. Còn khi mà mới về trồng thì mọi người chỉ nhớ là một tuần chúng ta chỉ phun nước khoảng 1-2 lần vào cái giá thể này thôi nhé. Đấy. Phun vào cái giá thể đất này thôi. Đấy. Để cho nó ẩm thôi. Chứ còn không 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 nên phun lá. Nếu mà nó có mưa thì mọi người nên nên che mưa cho nó. Đấy, hoặc là mọi người có thể trồng đặt nó ở trong hiên nhà hoặc là ở trong phòng khách trong nhà. Khi mà nó không có ánh nắng mặt trời ấy, thì nó sẽ rất là xanh. Thì đây là cái video mà em sẽ hướng dẫn mọi người cách trồng cũng như là chăm sóc cái cây địa lan Trần Mộng.